3 lợi ích bất ngờ từ quả đậu bắp mà có thể anh chị chưa biết. Đậu bắp ăn sống được thì rất tốt cho sức khỏe bởi vì đồ nhớt và hàm lượng chất xơ cực cao. Còn không ăn sống được thì có thể trùng tài với nước sôi. Thỉnh thoảng các anh chị vẫn ăn đậu bắp, nhưng đã ai khai thác triệt để những công dụng tuyệt vời của nó chưa? Nếu chưa thì trong video này thì Tài sẽ chia sẻ với anh chị 3 lợi ích bất ngờ khi chúng ta ăn đậu bắp. Lợi ích thứ nhất đó là hỗ trợ tiêu hóa tốt. Vì đồ nhớt và hàm lượng chất xơ ở trong đậu bắp cực cao nên nó như một cái chổi quét sạch các cặn bẩn ở thành đại tràng và ruột, giúp cho hệ tiêu hóa được khỏe mạnh. Thứ hai đó là chống oxy hóa. Trong quá trình trao đổi chất với cơ thể sẽ sinh ra các gốc tự do làm hỏng tế bào và DNA. Nếu ăn đậu bắp thường xuyên sẽ ngăn ngừa gây hại các gốc tự do đối với cơ thể. Thứ ba đó là loại bỏ lượng cholesterol xấu ở trong cơ thể. Thực phẩm càng giàu chất xơ thì khả năng loại bỏ mỡ xấu trong cơ thể ngày càng cao. Và đậu bắp là loại thực phẩm lý tưởng vì nó có đủ lượng chất xơ tinh. Còn rất nhiều lợi ích từ quả đậu bắp, anh chị hãy đưa đậu bắp vào chế độ ăn hàng ngày của mình để tốt cho sức khỏe nhé.